Xin chào tất cả các anh em nha. Huy đây, mình hướng dẫn tham gia dự án nhận tốc cần có hiệu là em hiện tại tốc cần này nó đã đang bán eo hay gì ta, mình hãy lên sàn gì mình chưa chết nghe bạn. Uniswap nè, coin nè, để dự án các bạn lý phần link mô tả của mình làm nhiệm vụ tất cả các bạn. Chừng nào về thì mình hãy tính sau, có gì mình làm video thông báo hướng dẫn các bạn swap nha bạn. Con này kết thúc vào ngày 25 tháng 11. Quý tay đây nhiệm vụ nữa các bạn, vào website nào kiểm tra nha các bạn, vì dự án free nên mình cũng không có tìm hiểu cho các bạn. Rồi các bạn follow theo qua và nhớ retweet lại nha các bạn. Rồi các bạn join vào hai một kênh channel và một kênh group nữa các bạn. Group này nó sẽ mình nè, đây là một dự án không có ghép nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha các bạn, quỳnh nha. Con này về thì sẽ Uni. Những bạn nào làm iGroup thì đều làm được hết rồi. Rồi các bạn mở với địa chỉ nha, xe mưa với chocolate nha các bạn. Tại vì còn nhiều dáng đang up lên cho tôi các bạn, mình làm nhiều dáng nên mình cơ hội tôi cần về nó chất lượng hơn, nó cơ hội nhiều hơn các bạn. Để mình làm một hai dáng ít dáng tôi cần nó không có về các bạn. Rồi các bạn bắt thì chị thấy có thông gì các bạn cứ dịch ra nha các bạn. Các bạn wow, gỡ rồi. Rồi các bạn chạy chút nha các bạn. Rồi vậy là hoàn thành dự án các bạn, vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.